Mỹ nhân giàu nhất sau biết sống đơn độc với tài sản 171.000 tỷ sau khi cướp bồ đồng nghiệp. Cuộc sống hiện tại của nữ diễn viên nổi tiếng một thời khiến nhiều khán giả ngỡ ngàng. Lý Tương là một trong những sao nữ đình đám của làng giải trí xứ Trung cách đây nhiều năm. Xuất phát điểm từ một MC, Lý Tương nhanh chóng trở thành một trong những cái tên được các chương trình truyền hình chọn mặt, gửi vàng. Danh tiếng của cô được nhiều khán giả biết đến khi dẫn Keep Running. Bên cạnh công việc MC, Lý Tương cũng tham gia lĩnh vực phim ảnh và ít nhiều tạo được dấu ấn. Những dự án cô tham gia bao gồm Tứ Đại Xanh Bổ, Bắc Kinh Anh Hào, Cung Tỏa, Châu Liêm. Dù còn trẻ song Lý Thương đã tự mình thành lập công ty giải trí chuyên đầu tư sản xuất phim ảnh, show truyền hình. Sau 10 năm, cô trở thành phó giám đốc đài truyền hình vệ tinh Thâm Quyến, rồi kiêm luôn cả phó chủ tịch tập đoàn Quy Hô 360 chuyên về bảo mật Internet và sản xuất phim. Cô cũng sẵn sàng dấn thân vào các lĩnh vực khác như bất động sản, livestream bán hàng và kiếm được hàng tỷ nhân dân tệ chỉ trong vài đêm. Chính vì thế, Lý Tương được Sina gọi với danh xưng là mỹ nhân giàu nhất Soviet. Đang ở đỉnh cao của sự nghiệp cuộc sống của Lý Tương bất ngờ rẽ sang trang khác vì ồn ào tình ái. Theo đó, Lý Tương được cho là đã cướp bồ nữ diễn viên Tần Hải Lộ. Tân Hải Lộ cho rằng trong thời gian cô vắng nhà, Lý Tương đã chủ động tiếp cận, quyến rũ và lấy lòng bạn trai của cô, khiến truyền tình cảm cả hai tan vỡ. Sau hồi nào Lý Thương bị khán giả tẩy chay ngừng đóng phim và làm MC, chỉ tham gia công tác hậu trường. Hiện tại, ở tuổi 47, Lý Tương tập trung kinh doanh. Theo trang Sina, tài sản của cô hiện tại đã lên đến 50 tỷ nhân dân tệ, hơn 171.000 tỷ đồng. Sau khi ly hôn chồng vào năm 2019, nữ diễn viên đình đám một thời sống đơn độc, tập trung nuôi nấng con cái và sang anh tình cơ.